198. Nay lại về phô à? Ôi, cái dòng này nhà chị phải quan đến 20 con nữa cơ. Sao lại lắm thế nhỉ? Thế đợt này nó ồ ạt về còn nhiều hơn cả mẹc cơ. Vậy là bây giờ lại chuyển sang gọi là làm tốt xăng à? Bây giờ chuyển sang là chùm Fortuner hay sao ấy, không phải là chùm mẹc nữa rồi. Thế là còn 20 con như này rồi chị? Bây giờ không biết là quay kiểu gì luôn ấy. Thế là con này là 209 rồi chị? Không, con này không phải 209 là hôm nay nó lại đời cao hơn. Nó chơi hẳn 211 cơ. 211 cơ à? Ừ, Fortuner 2011 đây. 211 với 209 khác nhau gì không chị? Nó cũng chả khác nhau gì, form giống nhau hết, cũng số tự động hai cầu máy xăng. Nó chỉ không khác gì cả. Ừ, nó chỉ khác nhau hai đời thôi, 2009 và 2011 thôi. Và giá tiền chênh nhau một chút. Thế con này là giá bao nhiêu đây chị? Con này chị đang chào bán với mức giá là 368 triệu. 368 triệu. 368 triệu một chiếc xe đời 2011 Fortuner số tự động hai cầu máy xăng. À, đấy, xe thì thực sự là chiếc xe này thì cũng cam kết luôn là không có đâm va ngập nước gì, hoàn toàn sẵn đi và số cũng như là hệ thống máy của nó là zin nhá. Đó. Thế là xăng là cũng gọi là như bọn 209 đúng không chị? Ừ thì nó như nhau mà, nó cùng động cơ là 2.7 hai cầu. Đấy, đây cầu sau này hai cầu máy xăng nó như nhau hết mà. Thế là không khác nhau gì đúng không? Không, nó chả khác nhau cái gì cả. Đấy, cũng 7 ghế ngồi. Đấy, con này đặc biệt là được bọc nội thất mới rồi nên nhìn nó xe nó cũng rất là mới luôn. Thế là, hơn. Thêm gọi là 20 nữa thì lấy cái con 211 hơn con 209 nhỉ? Ừ, thì nói chung nó cũng tùy nhu cầu. Cũng có người có thể cố được 20, có người không thể cố được. Nếu 209 thì chỉ dao động tầm 350 triệu thôi, 210 thì nó là 368 triệu nói chung là chênh nhau gần 20. Thế là cũng 20. Gần bằng con iPhone 14 Pro đấy. Ừ đấy, đi hẳn con này sướng hơn iPhone quên nhầm. Đi cố được con này thì lại mất một con iPhone. Đấy. Đấy, ý là đang định nói thế. Còn không thì đi cái con 209 thì lại được con iPhone bên cạnh luôn. Thế là bây giờ là mua cái con 209 thì tặng cho một cái iPhone đúng không? Ừ, nếu mà mua 209 thì tặng iPhone đấy.